Xin chào cả nhà nhé. Đằng trước mọi người đây là con Maverick Bros Racing R3000. Con này là một trong những cái mẫu phân khúc xe đua và phân khúc tầm chục triệu mà em nghĩ là đang thiết kế đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Cái mẫu này là phối hai màu của nó là màu xanh trắng hoặc là các cái màu trắng đỏ hoặc là xanh lá trắng. Thì mẫu nhìn khá là đẹp và bắt mắt, đặc biệt là cái khung sườn bộ đồ đó em nhìn thấy rất là chất, rất là chơi luôn. Với cái giá của hãng niêm yết và 10.900.000. Đợt này các anh chị đang xem trong video này là Lỗi Bai đang có cái chương trình sale cho mọi người để còn vì, bởi vì chỉ còn tồn một ít size nhỏ thôi, với cái giá sale cực kỳ tốt là 10 củ cho anh em khi mà xem video này luôn. Thì cái giá 10 củ chúng ta khó có thể kiếm trên thị trường một con xe đạp rốt lào tay cong mà đẹp hơn con này mà lại còn đồ đạc ngon như con này. Con này thì về khung sườn của nó là đầu tiên là cái khung sườn bản dẹt nhìn rất là đẹp, các anh chị thấy không? Nhìn rất chất, rất đẹp luôn, đặc biệt càng trước của nó là càng nhôm mà liền khối nhìn rất là đẹp, chén cổ bạc đạn thả nhá, là cái điểm mạnh của nó. Mạnh con này thì nằm ở đây nữa này, bộ đề nó rất là cao. Con này được trang bị bộ tay lắp là Shimano Claris R2000, dòng tay lắp dây đĩa âm sườn, bây giờ nó cũng xịn hơn nhiều. Đây là tay lắp cho mọi người nhá, nó sẽ tắt đắt hơn các cái tay bấm ở trên này rất là nhiều luôn đó. Và toàn bộ dây đi âm sườn này, phanh cũng sử dụng phanh xịn của Raris này. Đấy, ghi đông bản dẹt chống tê mỏi. Con này thì quay cho các bạn xem thôi, nguyên bản của nó thì là bô tăng dài hơn, bản cao 9 phân. Cái này xe của khách, khách nó thấp nên là Lỗi Bai đang độ bô tăng ngắn cho khách hàng. Nhìn nó ngắn như này, bản chất nguyên bản của nó là phải 9 phân dài rất là nhiều. Đấy, con này khung nhôm không muốn hàn dây đi âm sườn này đấy. Cọc yên của nó cũng là cọc yên dẹt nên nó sẽ đắt hơn các loại thông thường rất là nhiều đây. Với phân khúc tầm 10 triệu chúng ta được một con xe này còn đùi đĩa trục rỗng luôn, hai tầng trục rỗng nha mọi người thấy không? Đùi đĩa trục rỗng nặng đắt hơn thường rất là nhiều. Củ đề sau cũng Shimano Claris R2000 nhá. Đó. Và gạt đĩa cũng Shimano Claris R2000, con này thì line lip của Sunshine và xích của Sumix. Đó. Và được hãng nó trang bị của bánh này bản cao 4 phân, nhìn nó sẽ khỏe hơn, nhìn cảm giác xe nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn so với các loại thông thường. Và lốp cũng sử dụng lốp của Kenda ngon xịn luôn nhá. Lốp xịn của Kenda, đề đan yên cũng thế này. Mọi người thấy không? Yên Maverick Bros phiên bản giống giữa, phiên bản này ngồi thì rất là êm. Đó. Thì một cái xe nếu bền không bền thì quan trọng là bộ đồ trên xe quyết định nhiều, bộ chuyển động quyết định chính. Nếu mà bộ chuyển động ngon thì ắt xe sẽ ngon thôi. Thì con này là cái con phân khúc của nó là mình nghĩ là khá là hợp lý. Phân khúc tầm khoảng lên chục củ, đợt này đang sale còn 10 củ thì cái giá rất là tốt trên thị trường. Với cái tầm giá này chúng ta mới mua được mấy con như Twitter của đề của Trung Quốc thôi. Như các anh chị đang có nhu cầu sắm cho mình một chiếc xe đạp để đi tập thể dục thể thao thì mẫu Maverick Racing R3000 này là sự lựa chọn rất là ok cho anh chị. Hiện nay Lỗi Bai chỉ có size nhỏ dành cho các bác là tầm 1m6 đến 1m65 đi là rất là đẹp. Cái chiều cao này thì rất là hợp, rất là nhiều các bác cao tuổi, trung tuổi ấy thì chúng ta có thể hạ bớt yên xuống, mình đang để yên khá là cao cho nó tinh vinh. Thì mong mọi người còn chờ gì nữa, không để lại bình luận của mình bên dưới. Xin cảm ơn nha.